tôi là người của thể công thì không phải đây tôi nói là vì là ủng hộ cho thể công đâu, mà đúng là khách quan mà nói. Tôi nói là tôi nghĩ Nguyễn Hoàng Đức là cầu thủ rất sáng sáng và anh ấy hoàn toàn anh có thể là được trao quả bóng vàng năm nay. Bởi vì đây là một mẫu cầu thủ thi đấu ở câu lạc bộ xuất sắc và thi đấu ở đội tuyển quốc gia cũng là trụ cột. Cho nên là trong tất cả những cái chuyến thi đấu vừa rồi là ít khi mà tôi thấy là Hoàng Đức ngồi ngoài sân lắm. Thì vừa rồi có một cái trận đấu gây tranh cãi rất lớn. Mà bản thân cái việc gây tranh cãi đó nó nói lên giá trị của Nguyễn Hoàng Đức rồi. Nếu mà năm nay được phép được là một lá phiếu bầu chọn của ông vàng thì tôi xin bỏ phiếu cho Đức.